Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền khẳng định các sai sót của trọng tài ở V-League 2020 là thuần túy chuyên môn. Chúng tôi thừa nhận thời gian qua các trọng tài mắc nhiều sai sót. Nhưng tất cả đều mang tính chuyên môn chứ chưa phát hiện các vấn đề tư tưởng tiêu cực nào, ông Hiền chia sẻ với Giấc Mơ Bóng Đá sáng 10 tháng 7. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, mà điển hình là việc lực lượng mỏng nên khi làm nhiệm vụ liên tục thì xảy ra sai sót. Sau mỗi vòng đấu chúng tôi đều họp và xử lý các trường hợp mắc lỗi. Tranh cãi về trọng tài liên tục nổ ra ở những vòng đấu gần đây, khi sắp sửa kết thúc giai đoạn 1 xác định hai nhóm đội đua vô địch và trụ hạng. Ở vòng 7, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài thổi bất lợi cho Đà Nẵng khi hòa Thành phố Hồ Chí Minh. Đến vòng 8, Sông Lam Nghệ An tố cáo trọng tài làm sai lệch kết quả trận thua 1-2 của họ trước Quảng Nam. Cũng vòng này, sau trận thua Hải Phòng 0-2, giám đốc kỹ thuật của Nam Định Nguyễn Văn Dũng bức xúc đòi V-League phải có trọng tài ngoại. Từ đầu năm 2020, ban trọng tài đã tập huấn cho khoảng 60 trọng tài và trợ lý. Tuy nhiên, trong quá trình sàng lọc và kiểm tra y tế, một số không đặt yêu cầu nên bị loại. Sau các sai sót nghiêm trọng, một số trọng tài đã bị kỷ luật tạm dừng nhiệm vụ. Chính vì vậy, ông Hiền cho rằng, hiện tại lực lượng trọng tài quá ít, giải đấu lại diễn ra liên tục nên chúng tôi đã, đang và tiếp tục phải nỗ lực cải thiện. Chúng tôi rất cần sự tiếp sức từ các bên liên quan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mới đây đã phải ra văn bản chỉ đạo, đề nghị kiên quyết xử lý sai phạm, nâng cao chất lượng công tác điều hành của trọng tài và giữ gìn uy tín, hình ảnh các giải vô địch quốc gia 2020. Chuyển sang thông tin khác, sau chiến thắng 2-1 trước đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng trước câu lạc bộ Bình Dương sẽ được trở về sân nhà để đón tiếp các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tại vòng đấu thứ 9. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu rất tốt trước Hoàng Anh Gia Lai ở Gò Đậu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn đang tràn đầy tự tin bước vào cuộc đọ sức sắp tới. Trước trận đấu này, tiền vệ Trọng Huy của đội chủ nhà đã tự tin cho biết sẽ chơi tốt và làm lu mờ các ngôi sao Xuân Trường, Tuấn Anh bên phía đối phương. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng rất gắn kết và có lối chơi liên lạc. Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ tài năng và có tư duy chiến thuật tốt, họ có tầm quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi cùng toàn đội đã nghiên cứu kỹ cách đá của Tuấn Anh và Xuân Trường để kiếm những phương án để khắc chế được họ. Thật ra, chúng tôi không hề có áp lực khi đối đầu Hoàng Anh Gia Lai. Toàn đội luôn ra sân với 100% sức lực để hướng tới những kết quả tốt nhất cho đội bóng. Ở vòng đấu trước, Xuân Trường và Tuấn Anh đã lần đầu tiên đá cặp cùng với nhau sau một thời gian dài. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa thể thi đấu như kỳ vọng. Xuân Trường gặp vấn đề thể thực và chỉ chơi bóng tới hết hiệp 1, trong khi Tuấn Anh cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ như thường lệ chứ chưa thể tạo ra những nét nhấn nhá trong lối.